bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh anhansport.com. Mình là Hào. Thì sau một thời gian vắng bóng thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với chương trình review sản phẩm mới tại shop. Thì ngày hôm nay Hào sẽ gửi đến các bạn là một sản phẩm của Adidas với thương hiệu Predator 20.3. Thì Adidas không bao giờ làm cho fan của mình thất vọng với những mẫu giày được tung ra vô cùng mới mẻ và vô cùng độc đáo. Và trên tay Hào đây là một đôi màu xanh dạ quang kèm đen. Thì về phần upper, các bạn có thể thấy đây là một sản phẩm nhìn với phần upper với diện mạo vô cùng hầm hố, với những phần gai góc từ phần mũi đổ đến phần má trong và má ngoài. Những phần gai này đã làm nên thương hiệu của Predator 20.3, đó giúp là độ bám bóng cũng như khả năng chuyền bóng chính xác nhất. Thực sự đây là một quái vật săn mồi thực thụ ở trên sân cỏ. Khi đổ tới phần cổ thun được làm với công nghệ mới, về công nghệ Remanix, đó là một công nghệ với sự mềm mại hơn, co giãn hơn và thoáng khí tốt hơn. Cổ thun này các bạn có rất là dễ vào hơn những cổ thun của những sản phẩm khác vì nó rất là mềm mại, vô cùng dễ sử dụng. Và chúng ta nói tiếp đến phần gót. Phần gót được bảo vệ với một lớp da cực dày. Chúng ta có thể sờ vào thì chúng ta có thể thấy đây là một phần da cực dày để bảo vệ phần gót chúng ta. Và ở bên trong vẫn là một lớp nệm rất là dày, bảo vệ phần gót không làm đau khi chúng ta sử dụng nhiều. Tiếp đến sẽ nói về phần đế giày. Đế giày với kết cấu vừa vặn, bám bóng và cực kỳ bám sân. Chúng ta có thể chạy bứt tốc rất là nhanh mà không sợ bị trơn trượt, vì mẫu giày này tung ra là để cho chúng ta với khả năng là chuyền chính xác, bứt tốc và rất là phù hợp với những vị trí tấn công và phù hợp nhất là những vị trí ở tiền vệ trung tâm, thì chúng ta nên sử dụng những mẫu giày này. Thì các bạn vừa qua Hào đã nói cho các bạn về những tính năng của một đôi Predator 20.3. Thì các bạn nếu có thắc mắc gì hãy comment bên dưới giùm Hào và Hào sẽ giải đáp thắc mắc đó cho các bạn. Và nếu các bạn có đặt hàng bên sản phẩm bên Hào thì các bạn hãy nhấn vào phần link bên dưới phần mô tả, Hào có kèm ở dưới. Và nếu cái clip này có hay thì các bạn hãy like, subscribe kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh giùm Hào. Và các bạn có muốn Hào review thêm và làm thêm những cái clip review về sản phẩm nào thì các bạn hãy comment bên dưới về mẫu giày đó, và Hào sẽ săn đón từng mẫu giày để review cho các bạn biết được tính năng của những mẫu giày đó. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau.